Vẽ hình chú gấu ôm tim dễ thương và siêu đơn giản trên Abyssin X cùng chi nha. Đầu tiên chị lót miếng 500 paper film sần giấy cho trải nghiệm lướt bút thật hơn. Chị mở thước đối xứng, dùng cỏ viết chì màu và vẽ hình trái tim ở giữa trang giấy, tô màu vào trong. Vẽ thêm hai trái tim nhỏ ở giữa màu nhạt dần nữa nha. Vẽ mặt chú gấu phía trên bằng nửa hình tròn màu nâu nhạt, vẽ thêm hai hình bầu dục phía trên trái tim làm tay, sau đó thêm chi tiết mắt và mũi. Vẽ vân tròn phía đường viền giúp chú gấu trông đáng yêu và giống gấu bông hơn. Vẽ tương tự ở hai tay và ba lớp trái tim nữa nha. Cắt thước đối xứng đi, tạo thước tròn và vẽ hai trái cherry ở giữa trái tim. Vẽ thêm má hồng và chú gấu bánh bèo một chút xíu, nhân bản thêm vài trái cherry nằm rải rác. Canh chỉnh bức tranh lại sao cho vừa mắt. Sau đó chia thêm màu nền và trang trí thêm một tí nữa là xong. Chị thêm lớp lên sần giấy, vậy là hoàn thành rồi nè. Cùng xem lại quá trình vẽ một lần nữa và đừng quên xem thêm các video khác của chị nữa nha.